Trước đây đã có người yêu mà từng chia tay chưa? Chưa. Đây một tình đầu. Em trăm năm cô đơn ạ. Đơn phương không được yêu lại. 18 năm chưa phải tình gấp lại. Ế từ khi sinh ra đến giờ đấy ạ. Từ trước đến giờ các bạn có nghe được hay có biết được những lý do chia tay hãm nhất? Một tối đang nói chuyện rất bình thường. Tự nhiên người con trai bảo là anh tắm. Xong à, mãi mãi về sau không thấy trả lời tin nhắn. Xong đến khi mà cô gái người yêu mới rồi thì mới hỏi là dạo này em thế nào, thì cô ấy hỏi là anh tắm xong rồi ạ. Tắm không? Không nhắn tin trước, chia tay. Vì vậy nhiều quá, chia tay. Mình xinh quá, định chia tay. Anh cảm thấy là anh không xứng với em, chia tay. Công nhận cái câu anh không xứng với em là câu hát. Lý do gì nó cũng là anh. Nói chung là chia tay theo kiểu theo mùa hay là theo kiểu hôn nhau. Bảo mùa mà thôi quá thì chia tay. Người yêu quay về yêu bản thân của người yêu. Everyone chia tay tiến đạt yêu chứng thành. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân ấy. Nó cướp luôn cả người yêu của mình đấy. Đúng rồi, ví dụ một người con trai kiểu dạng là inbox cho con gái quá ít, khiến cô ta giận dỗi xong thế là chia tay luôn. Thôi chấm dứt. Mình chia tay ra đi vì anh không biết thích con gái tên có chữ thị. Tên có chữ thị. Người yêu quá lùn hoặc là quá béo vì anh muốn tốt cho anh. Bạn ấy thích bạn gái bạn ấy mặc váy, nhưng mà bạn kia thì lại thích mặc quần, thế là hai bạn chia tay. Dày quá hoặc là nhiều mụn. Lời gọi đầu cũng bị chia tay này. Lép bị chia tay này. Chân bao cũng bị chia tay này. Chia tay thì không cho em đi uống trà sữa. Một cô hoàng đạo. Lệch ạ. Bộ phận nó không cân đối ạ. Thế là chia tay thôi ạ. Thế còn nếu cô để cho em ngắn? Ngắn hay dài không quan trọng. Quan trọng là cái khả năng hơn. Vỗ tay, vỗ tay. Anh bé quá. Chia tay anh. Có anh trai nổ em gái nuôi ạ. Nuôi xong để thịt ạ. Do yêu nhiều thấy chán nhau. Mình đã khám phá hết những cái điều mình cần khám phá rồi. Anh học ở trên tầng 2, em học dưới tầng 1. Nhưng mà anh không muốn yêu xa thì mình chia tay đi. Em thấy hấp hám. Quá hấp luôn. Chà, một phần do em chắc là tính em quá trẻ con. Áp đặt cô ý quá nhiều nên là cô ý mệt mỏi thì đến lúc phải chia tay thôi. À, nó đi chơi game nhiều, con yêu nó cản không được, thế là chia tay thôi. Chơi điện tử bố mẹ anh còn không cấm được cả. Anh nhớ là bố hù là em, sao mà cấm được anh? Bố mẹ anh còn không cấm được cả. Anh nhớ là bố hù là em. Bố hù là em. Snoop Dogg.